Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Mọi người, em Toàn là đang có một cái khay này. Khay này nếu mà các bác nào mua về để nước và thả hoa vào thì quá là đẹp luôn. Hàng này hàng của Alita nhé mọi người nhé. Em đo kích thước trước, chiều cao của chiếc này là 7 nhé mọi người nhé. Chiều cao là 7. Đường kính của nó, đường kính trong như này mọi người này, là 31. Đấy, đường kính trong 31, hàng của Adidas nhé mọi người nhé. Để em cho các bác xem đấy, cái chuyện của nó đây này. Đấy, còn nó ở bên dưới này là do những cái vết vết xước, kiểu là người ta lau chùi làm sao nó ở đây nó có mấy cái vết xước này, nhưng hàng này cũng khá là sâu tuổi rồi. Ở bên ngoài ở đây có chỗ này là nó bị đổ men, nó không được đều đây nhé mọi người nhé, một tí chỗ này nữa này. Nhưng mà hàng này thì hàng vẽ khá là đẹp. Đây các bác này, cái chất lượng của nó rất là đẹp, và những cái chỗ chấm chấm này nhé, những chỗ chấm chấm này toàn bộ là chấm bi nổi lên nhé mọi người. Đây có một con công này mọi người, có một chim công này, rất là đẹp luôn, và vẽ hoa mẫu đơn. Đây cho các bác xem, để nó xa như này, để em cho này ra nhé các bác nhé. Đây em nâng máy nó cao lên một chút thì em mới quay được hết. Chiều sâu của chiếc này là 7 nhé mọi người nhé. Đây họa tiết của nó đây mọi người này. Cái này không phải của nó nên là em cho vào là nó hơi khó cho. Đây các bác. Các bác nào mà cái này các bác thả đổ nước vào xong là thả hoa vào khá là đẹp luôn. Một là thả hoa, hai là các bác nuôi cá nhỏ ở đây rất là đẹp luôn này. Nhà ai mà có thủy sinh, có những con chú cá nhỏ thì bắt vào đây thả để như này khá là đẹp luôn. Hoặc là không thì để hoa quả cũng được, cũng khá là đẹp. Hàng của Alita. Các bác nào mà ai mà ưng ý chiếc này thì các bác liên hệ với em Toàn nhé. Qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em Toàn xin phép là kết thúc video ở đây đây mọi người. Mọi người nếu mà ưng ý thì mua giao lưu ủng hộ em Toàn nhé. Em Toàn xin phép là kết thúc video ở đây đây mọi người. Em Toàn xin chào mọi người nhé.